UAE các bạn nha. Rồi. Các cầu thủ đội tuyển nữ của chúng ta, một chiếc ba lô rất là nặng. Nặng không? Đóng bóng luôn. Ở phía kia các thủ U22 Việt Nam vừa mới xuống xe các bạn nha. Hôm nay thì mình sẽ quay một clip khác đi. Một hôm mà quay đội tuyển Việt Nam tập nhiều, hôm nay mình sẽ quay U22 Việt Nam tập luyện xem chuẩn bị SEA Games đến đâu các bạn nha. Cố gắng nữa chúng ta rất đông. Lúc này tuyển Việt Nam chúng ta bắt đầu ra sân rồi. Trước khi quay U22 Việt Nam sẽ quay một chút về đội tuyển Việt Nam các bạn nha. Tuấn Anh hôm vừa rồi chơi rất hay các bạn ạ, Tuấn Anh được người khen rất là nhiều. Bên cạnh đó là Tiến Linh với một pha ghi bàn rất đẹp mắt, một cú sút cắt carbon giống kiểu Ronaldo, một bàn thắng phải nói là để đời của Tiến Linh. Sau khi thấy được thủ môn đối thủ lên cao, Tiến Linh đã có một pha dứt điểm quá đẹp các bạn ạ. Vì sau cùng là Công Phượng và Tiến Dũng. Công Phượng vừa rồi vào sân đi hiệp 2 và cũng khá đáng tiếc khi có rất nhiều cơ hội nhưng Công Phượng đã không thể ghi bàn. Nhưng mà chúng ta thấy Công Phượng đã có những pha dây bóng mà đảo bóng mà khiến cho hàng phòng ngự của đối thủ UAE chúng ta chao đảo. Công Phượng vẫn là một cái tên mình rất là ấn tượng, rất là hấp dẫn mỗi khi xem. Mọi người chỉ Công Phượng rất là nhiều nhưng mọi người không biết rằng thầy Park cho Công Phượng vào là để rối loạn đối thủ UAE. Khi hiệp 2 đối thủ sẽ dồn lên tấn công để có thể là tìm bàn thắng gỡ lại. Nhưng mà có Công Phượng chúng ta ở trên luôn luôn dây bóng, xử lý bóng khiến cho đối thủ phải hậu vệ rất chặt và thêm người phòng ngự. Chính vì thấy mà chúng ta đã giảm được sức ép của đối thủ. Nên là Công Phượng là một người rất là hiệu quả và cũng rất là đáng dùng của thầy Park Hang-seo các bạn nha. Phía bên này các thủ U22 chúng ta tập trung và sẽ bắt đầu tập luyện. Chúng ta sẽ cùng chờ xem các chàng trai chúng ta sẽ làm gì. Một thông tin khá là buồn khi Đình Trọng sẽ vắng mặt tại SEA Games này. Thầy Park Hang-seo đã không bảo hiểm Đình Trọng bởi vì vẫn muốn giữ Đình Trọng cho những giải đấu sau này nữa nên đã quyết định giữ lại. Và cơ hội của Đình Trọng ra sân ở U23 châu Á tháng 1 tới cũng đang được bỏ ngỏ, chưa biết thế nào. Hy vọng là Đình Trọng sẽ có thể là bồi phục sớm để có thể đá giải U23 châu Á sắp tới. Phía này ba thủ môn của chúng ta đó là Bùi Tiến Dũng, Văn Toản và Văn Biểu. Tiến Dũng thì vẫn nhiều khả năng sẽ được bắt chính tại SEA Games sắp tới. Theo các bạn thì ai sẽ là thủ môn bắt chính ở SEA Games sắp tới? Các bạn có thể đưa ra một vài nhận định với Phúc được không? Hãy comment đi. Theo các bạn thì ai sẽ là thủ môn bắt chính tại SEA Games 30 tại Philippines này? Lúc này thì huấn luyện viên chúng ta, chủ điều viên ra cho một bài chơi rất là hay. Các cầu thủ chúng ta sẽ nắm tay nhau và đá ma. Có vẻ kiểu đá ma này rất là thú vị và rất hấp dẫn này. Thật sự là mình chưa chơi bao giờ. Mà cũng rất là khó nữa. Không khí rất là thú vị. Hà Đức Trinh vừa có một pha nhảy nhót rất là loi choi, rất là thú vị. Một game đấu rất là hấp dẫn. Có vẻ các bạn nếu mà thấy hay cũng có thể là áp dụng cho đội bóng ở nhà mình, có thể là cùng chơi những cái game đấu này trong giờ tập luyện thì cũng là một điều rất là thú vị, rất là hấp dẫn và cũng độ khó rất là cao. Ngày xưa mình hay chơi mèo đuổi chuột gì cũng như này, nắm tay nhau xong rồi chạy lượn qua, các bạn nhớ không? Tuổi thơ của chúng ta. Bên này thì Tấn Sinh đang tập luyện. Tấn Sinh thì cũng đã hồi phục rất là ok rồi và nhiều khả năng vẫn sẽ có mặt trong đội hình của U22 Việt Nam sắp tới sang Philippines. Lúc này thủ môn chúng ta đang khởi động. Tiến Dũng đang có những màn ép cơ rất dẻo. Văn Toản thì hôm vừa rồi có bị đau nhẹ nhưng mà bây giờ thì cũng đã hồi phục lại rồi các bạn. Chúng ta có thể yên tâm về các thủ môn chúng ta. Cả ba thủ môn chúng ta đều đang rất ổn định và rất ok. Với phong độ hiện tại thì Bùi Tiến Dũng mặc dù là câu lạc bộ không được bắt nhiều nhưng mà về kinh nghiệm đời đấu trường quốc tế thì Bùi Tiến Dũng cũng là một cầu thủ rất là dạn dày. Sau khi đã thi đấu rất là nhiều giải đấu cùng với cả U23 Việt Nam cũng như đội tuyển Việt Nam, theo mình nên mình tin tưởng là thầy Park Hang-seo vẫn sẽ lựa chọn Tiến Dũng để làm thủ môn tại giải đấu sắp tới tại SEA Games. Và nhiều khả năng nữa là ở U23 châu Á vẫn sẽ là cái tên đấy. Lúc này bên này có một MC của VTV đang dẫn này. Bạn ấy tên là Huyền hay sao? Nếu mình nhớ nhầm tên là Huyền. Các thủ U22 Việt Nam thì hơi bị thiệt thòi một chút khi mà truyền thông thì sẽ tập trung vào tuyển Việt Nam trong đoạn này cho World Cup nữa. Và tâng bóng lên và tâng bóng lại cũng rất là ok của Tấn Sinh. Tấn Sinh là một cầu thủ rất quan trọng của U22 Việt Nam. Một pha tấn bóng rất là hay. Cảm giác như cầu thủ chúng ta đang đi cắt cỏ vặt lúa vậy, rất là hấp dẫn và rất là dễ thương.
ở cấp độ U22 và đội tuyển quốc gia thì các huấn luyện viên thủ môn khác nhau nên sẽ có những bài tập khác nhau các bạn nhé. Nên là chúng ta sẽ được xem rất nhiều bài tập thú vị để có thể là học hỏi và học tập từ các huấn luyện viên. Phía này số 35 là Trọng Đại. Các bạn còn nhớ Trọng Đại không? Trọng Đại từng là một cầu thủ rất xuất sắc, một cầu thủ mà lúc đó còn được xếp trên Quang Hải cơ, nhưng mà rất tiếc là những chấn thương rồi những phong độ không tốt rồi dính líu những chuyện tình cảm bê bối một chút, thế là khiến cho Trọng Đại có một chút mất phong độ và bị điểm rơi phong độ đi xuống. Hy vọng Trọng Đại trong thời gian tới sẽ cố gắng nỗ lực để trở lại hơn nữa. Mùa giải vừa qua ở V-League đá Viettel thì Trọng Đại cũng đang đá khá là tốt, hy vọng là nếu mà được giữ lại sau đợt loại đội hình của U22 Việt Nam thì Trọng Đại nếu mà được giữ lại sẽ có thể tỏa sáng, hy vọng là vậy. Văn Toàn bắt bóng khá chắc chắn. Như vậy là nhìn cảm giác Văn Toàn bắt nhiều xong chúng ta yên tâm là Văn Toàn đã hoàn toàn bình phục rồi, không còn một chút gì phải lo lắng cả. Thủ môn Tiến Dũng vẫn nhanh nhẹn và nhẹ nhàng như vậy. Tiến Dũng thì nổi tiếng khả năng bắt penalty. Ta nhớ là U23 châu Á thì Tiến Dũng có những pha bắt penalty phải nói rất thoát thần. Đội tuyển Việt Nam chúng ta, U23 Việt Nam chúng ta đã có những chiến thắng nghẹt thở. Tuy phong độ tốt hiện tại nhưng mà Tiến Dũng vẫn là một cái tên mà chúng ta rất là yêu mến. Các bạn nào còn yêu mến Bùi Tiến Dũng không thì hãy comment đi. Rất lâu chúng ta mới có một clip để xem Bùi Tiến Dũng bắt bóng như thế nào. Có rất là nhiều người hỏi là chúng mình cũng hôm nào quay Bùi Tiến Dũng đi. Tuy có Văn Lâm nhiều quá rồi thì bây giờ mình cũng sẽ quay Bùi Tiến Dũng cho mọi người xem rồi. Mình rất tin tưởng vào Bùi Tiến Dũng, chàng trai mà mình rất là yêu mến, một chàng trai mà không chỉ tốt ở trên sân bóng mà ngoài đời rất tốt, rất là tốt đồng đội, tốt với cả người hâm mộ và rất nhiệt tình luôn. Thật sự rất là quý Tiến Dũng. Lúc này chàng trai của chúng ta đang nghỉ ngơi uống nước. Một cầu thủ nhỏ con các bạn nhìn thấy không? Đang đi ở phía chạy sau Quang Đức kìa. Anh ấy là Martin Lò. Martin Lò cũng là một cái tên mà rất là nổi bật của U22 Việt Nam trong giai đoạn này. Lúc này các thủ môn chúng ta đang đá ma với nhau. Có vẻ hôm nay mình tập rất là nhẹ nhàng thôi. Các cầu thủ chúng ta sẽ tập nhẹ nhàng trước khi có trận đấu giao hữu sắp tới. Đi quay U22 đúng không? Không ạ, cũng theo sát một ít rồi. Thế là biết hết tất cả cầu thủ U22 đúng không? Biết sơ sơ, biết hết tên đúng không? Biết tên tuổi, địa chỉ, nhà biết hết đúng không? Facebook ăn hết rồi đúng không? Bây giờ thì chúng mình sẽ phải rời ra các bạn nhé, bởi vì hết giờ quay rồi. Hôm nay cũng quay được một chút, cũng khá là vui cho mọi người cùng xem, bởi vì rất là lâu rồi chúng ta không xem U22 tập luyện. Đây là những cầu thủ mà sẽ sắp tới sẽ thi đấu cho SEA Games. Cái tên mà rất quan trọng. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi nha.